Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Excel trên máy tính cho các bạn mới bắt đầu. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một số cái thao tác cơ bản ở Excel nhé. Đó về cái cách các bạn nhập liệu và cái cách xử lý số liệu ở trên Excel đối với các cái hàm cơ bản để các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo nhé. Rồi thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn các cái hàm ở trên Excel. Đó, các cái hàm rất là phổ biến và các bạn cũng hay dùng để chúng ta làm các cái công việc cơ bản. Đấy, chẳng hạn như là các bạn tính tổng điểm hoặc là tính tổng số lượng hàng hóa này, đó tính trung bình điểm hoặc là chúng ta kiểm tra cái số lượng hàng hóa chúng ta bán được trong ngày chẳng hạn, vân vân. Đó thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn một số cái hàm nhé. Thì hàm đầu tiên là cái hàm sum, là cái hàm tính tổng này. Đó, tiếp theo là cái hàm avert ấy, mà chúng ta hay gọi là cái hàm avg, đó là cái hàm tính trung bình. Đó, lấy theo hệ số 1 các bạn nhé. Đấy, rồi hàm round, đó là cái hàm dùng để làm toán số. Đấy, đối với cái hàm round này thì các bạn thường thường dùng trong việc thì chúng ta tính cái bảng điểm, chẳng hạn như là bảng điểm của sinh viên, đấy, học viên hoặc là của học sinh. Đấy, hoặc là cái hàm trung hàm AVG này cũng được này, cũng thường thường chúng ta cũng hay dùng để chúng ta tính trung bình điểm các bạn nhé. Tiếp theo là cái hàm max là giá hàm giá trị lớn nhất. Đó, tức là thường chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta tính, ví dụ như là xem thử là bạn nào có cái điểm cao nhất, hoặc là sinh viên nào có điểm cao nhất chẳng hạn, hoặc là các bạn tính xem thử là cái hàng mặt hàng nào là chúng ta bán được nhiều nhất. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm mát này để chúng ta kiểm tra. Hoặc là hàm min cũng vậy. Hàm min thì ngược lại, đó là tìm cái giá trị nhỏ nhất ở trên cái bảng tính. Thì hàm min này ví dụ các bạn sử dụng trong cái việc tính điểm của học sinh sinh viên chẳng hạn, đó, thì chúng ta sẽ xác định xem thử là em nào có cái điểm nhỏ thấp nhất. Đấy, hoặc là mặt hàng nào chúng ta bán được ít nhất chẳng hạn như vậy. Đó, thì đây là những cái hàm rất là cơ bản mình chia sẻ thêm các bạn nhé, và mình sẽ lấy ví dụ để chúng ta xử lý được cái hàm này. Đó, mình lấy ví dụ rất là đơn giản thôi để các bạn hình dung về cái cách làm nhé. Và thì video này cũng tương tự như các video trước, đó mình chia sẻ các bạn bắt đầu, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nhé để các bạn dễ theo dõi nhé. Và ở đây chẳng hạn như là mình có một cái bảng Excel thế này các bạn này, một cái bảng bảng điểm nhé. Đó, bảng điểm của học sinh chẳng hạn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lập một cái bảng và chúng ta tính điểm trung bình, chẳng hạn như là điểm trung bình học kỳ hoặc là điểm trung bình cả năm. Ở đây mình sẽ tính theo hệ số 1 hết nhé để cho nó tiện. Còn nếu mà tính theo hệ số 2 thì chúng ta sẽ làm theo cái cách khác. Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái bảng điểm như thế này. Đó, chúng ta sẽ có tất cả có 6 số lượng người là 6 người, là tức là 6 học sinh. Đó, từ trên xuống. Rồi, điểm các môn thì có điểm từ điểm toán cho đến điểm môn địa, tức là chúng ta có 6 môn. Đấy, và điểm ở đây thì mình đã bỏ vào rồi. Đấy, thông tin ở đây mình chỉ lấy làm ví dụ thôi. Đó, thì cái vấn đề mà các bạn tạo cái bảng này ấy, tạo bảng rồi các bạn nhập liệu trên Excel thì mình đã có chia sẻ các bạn một số video khá chi tiết ở trong các video trước. Đó, thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm kênh của mình, các bạn tham khảo thêm nhé. Đó, thì để cái bảng ở đây Excel thì ví dụ như đây mình mở một cái sheet mới đi. Đó, tạo một cái sheet mới là sheet 2. Đó, thì cái bảng thì các bạn chỉ cần đây, các bạn bôi đen, các bạn nhấn chuột vào một cái ô bất kỳ ở trên cái bảng tính này, thường thường là chúng ta để ở góc trên cùng bên trái. Đó, chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta kéo riêng sang phải, các bạn kéo xuống. Đó, các bạn bôi đen vùng nào thì chúng ta sẽ kẻ bảng vùng đó. Đó, sau đây các bạn vào menu home để chúng ta tìm đến cái biểu tượng có cái hình vuông nét ở đây này, các bạn kích vào cái mũi tên màu đen nhỏ một bên đây. Đó, thì trong cửa sổ border này các bạn kéo xuống và chọn vào cái dòng là ALL border đó, L border. Đó, cái hình vuông có cái dấu còng nét liền này, các bạn kích vào đây. Đó, thì chúng ta có một cái bảng như thế này. Thì sau đó chúng ta sẽ gõ đầu tiên là số thứ tự này, giống như ở đây nha, cái bảng ở sheet 1 ở đây. Đấy, rồi chúng ta cũng gõ. Các bạn gõ thông tin ở cái ô nào thì chúng ta kích chuột vào cái ô đó. Đó. Đấy, các bạn gõ thông tin giống như ở trên Word vậy thôi, không có gì khác nha. Họ và tên. Đó, những cái thông tin mà giống nhau thì các bạn có thể copy đấy, và các bạn dán xuống. Còn những thông tin mà khác nhau ấy thì chúng ta sẽ gõ. Chúng ta sẽ sử dụng bàn phím chúng ta gõ vào. Đó, thì trên Excel chúng ta có thể copy những thông tin giống nhau, các bạn có thể copy một lần nhưng mà dán nhiều lần. Đó, số thứ tư thì đây mình sẽ đánh số 1 này. Đó, các bạn kích xuống ô số 2, chúng ta đánh số 2. Đó, và sau đó các bạn bôi đen cả hai cái ô 1 2 này. Đó, và tiếp theo chúng ta sẽ các bạn để con trỏ chuột xuống cái góc dưới cùng bên phải nhá, có cái dấu còng màu đen nhỏ thế này, các bạn nhấn chuột trái và kéo xuống. Đấy,
bạn để chúng ta phải để ở dưới số 2 nhé. Đó thì lúc này Excel sẽ đánh từ đầu cho các bạn luôn, theo thứ tự tăng dần một đơn vị, 1 2 3 4 5 6 7 8 tăng dần lên. Đó, còn cái cột họ và tên này thì các bạn gõ họ và tên vào thôi. Bởi vì thông thường là họ và tên thì thường thường là cũng ít khi giống nhau. Đó. Đấy, rồi bên này là điểm lý này, bên này các bạn gõ vào là điểm toán này. Đó, tương tự như thế nha. Rồi lý này. Đó, hóa. Rồi, ở đây lưu ý các bạn là cái số thập phân đấy, là cái số thập phân thì ở cái sheet 1 nha. Ví dụ như 89 thì các bạn cứ gõ 8, số 9, số 7 ở trên bàn phím bình thường. Rồi, chẳng hạn như là 8.5 thì các bạn gõ số 8 này. Rồi phím dấu chấm nha và phím số 5 là được. Đó, cái dấu chấm ở trên bàn phím là dùng để đánh số thập phân ở trên Excel. Đó thì ở đây mình gõ vào, ví dụ như ở đây mình sheet 2 đúng không? Ở đâu rồi? Đây, lúc này mình thoát ra nhưng mà mình đây đây. Vậy ví dụ như là đây mình ghi điểm điểm lý chẳng hạn, là chẳng hạn như đây mình lấy là 8.5 thì mình ghi ra số 8 này. Dấu chấm này và số 5. Đó, thì chúng ta sẽ được 8.5. Còn ví dụ 7 thì các bạn đánh số 7 vào, lý 9 thì các bạn đánh số 9 vào, thế thôi. Hóa 8. Đó. Đó, khá đơn giản như vậy nhá. Rồi như vậy là sau khi có cái bảng như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý số liệu theo các cái hàm như thế này. Đầu tiên là hàm tính tổng. Đó, hàm sum, chúng ta gọi là hàm sum, rất là đơn giản, một trong những cái hàm đơn giản nhất. Đó thì chúng ta sẽ tính cái bảng đầu tiên, đó, tính cái em đầu tiên và những cái trường hợp còn lại thì chúng ta chỉ cần để con trỏ chuột và chúng ta kéo xuống là được. Đó, Excel sẽ tự tính cho chúng ta rất là nhanh. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ tính của cái bảng Nguyễn Văn Hải này nhá, chúng ta tính của cái ô đầu tiên này. Đấy, trên Excel thì các bạn lúc nào các bạn cũng tính cái ô đầu tiên nhá. Rồi bây giờ cái hàm sum thì đầu tiên là trên Excel các bạn đánh dấu bằng này. Và tiếp theo chúng ta đánh chữ sum vào, sum. Đó, thì lúc này Excel nó sẽ đề xuất cả cái hàm ở đây để tránh trường hợp của bạn đánh sai hàm nhé. Đó thì hàm sum là cái hàm tính tổng. Đó thì chúng ta sẽ tiếp theo là bấm mở ngoặc. Mở ngoặc thì các bạn bấm phím shift và phím số 9 nha, bấm cùng lúc. Đó, shift và phím số 9, chúng ta dùng hai ngón tay nha các bạn nhé. Rồi sau khi có cái mở ngoặc thì chúng ta sẽ kích chuột vào cái ô điểm toán này. Đó, nhấn chuột trái và chúng ta kéo rê hết cả cái tất cả điểm từ toán lý hóa văn sử địa rồi đến ô Y5. Đến ô Y5 này các bạn sẽ bấm shift và phím số 0 để đóng ngoặc. Rồi thì đối với cái hàm Excel thì theo mình các bạn nên đánh đầy đủ tất cả các cái dấu nhé, dấu mở ngoặc và dấu đóng ngoặc để tránh trường hợp cái hàm nó bị lỗi và chúng ta tìm rất là mất thời gian. Đó thì ở đây Excel các bạn để ý là cái điểm toán này này là người ta không lấy ở đây là lấy điểm 8, người ta không ghi điểm 8 vào đây mà người ta lấy vị trí của ô. Đó, tức là cái chỗ vị trí điểm toán này các bạn gióng lên ấy là OD, cột D nhá, và gióng sang bên trái là hàng số 5. Bởi vậy mà họ sẽ ký hiệu là D5. D5 là D là cột và số 5 là hàng. Đấy, như vậy là có D5 và chạy cho đến cái điểm địa. Địa thì là sẽ lại Y. Đấy, cột Y và hàng số 5. Và sau khi có cái này thì chúng ta sẽ nhấn Enter ở trên bàn phím nhá. Đấy, như vậy là tổng điểm ở đây là điểm trung bình tổng điểm tính theo từng cái điểm như thế này là 49. Đó thì lúc này các bạn chỉ cần để con trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải này, có dấu cộng màu đen ấy, thì các bạn nhấn chuột trái và kéo xuống nha, thì Excel sẽ tự động tính cho chúng ta. Đó, như vậy là ở đây sẽ có một số bảng là điểm tròn và có một số bảng điểm lẻ đúng không? 48.5, 51.5. Rồi, như vậy các bạn lưu ý là ở trên Excel thì người ta không lấy giá trị của ô nhé, mà lấy vị trí của ô để cái hàm nó xử lý. Đó, như vậy là mình vừa giới thiệu các bạn về cái hàm sum, hàm tính tổng. Và tiếp theo là cái hàm AVG, là cái hàm tính điểm, tính trung bình. Trung bình thường thường chúng ta hay sử dụng nó tính điểm. Đó thì ở đây chúng ta mình sẽ xóa cái này đi nha, xóa hết cái này đi. Các bạn bôi đen này. Đó, nhấn phím delete trên bàn phím nha. Đó thì tự động là các cái hàm ở đây nó cũng xóa đi và mình sẽ sử dụng sang cái hàm AVG. AVRGE đó, AVRGE. Đấy thì chúng ta sẽ đánh dấu bằng vào. Đó. Các bạn gọi chữ A vào. Các bạn có thể gọi chữ thường cũng được. Rồi, thì ở đây tiếp theo là gọi chữ V nữa. Đó, thì Excel nó sẽ đề xuất có cái hàm mà có chữ A, chữ V đầu tiên. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái hàm là AVRGE, hàm AVG. Thì chúng ta nói như thế cho dễ dễ hình dung nhá, AV. AVG. Rồi. Tiếp theo các bạn đánh dấu mở ngoặc thì lúc này shift phím số 9. Đó, và chúng ta lại quét nhá, quét từ cái điểm toán này, tính của cái bảng đầu tiên á cho đến điểm địa. Đó, chúng ta nhấn chuột trái và chúng ta kéo lên. Ở D5 đến Y5. Rồi. Đóng ngoặc. Phím shift và phím số 0 để đóng ngoặc. Đó, các bạn nhấn enter. Đấy, như vậy là cái hàm AVG này là chỉ áp dụng trong trường hợp các bạn tính điểm theo hệ số 1 nhé. Đấy, còn các cái hệ số 2, hệ số 3 thì chúng ta phải tính theo cái hàm khác hoặc là tính theo cái cách khác. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ tính được cái bảng là Nguyễn Văn Hải này
có điểm trung bình 8.1666 đó, phía sau cái số thập phân khá là dài. Rồi sau khi tính được cái điểm của bàn của Văn Hải đầu tiên này rồi thì các bạn để con trỏ chuột vào cái góc dưới cùng bên phải này này, chúng ta kích vào cái đây để có mũi tên dấu cộng màu đen, thì các bạn nhấn chuột trái và kéo xuống. Đó, như vậy là lúc này chúng ta sẽ tính điểm trung bình được của những người còn lại đấy, khá là nhanh. Đó, số thập phân rất là dài các bạn nhé. Đó, nhưng mà thông thường thì đối với điểm trung bình ấy, thì ở đằng sau dấu phẩy này này, tức là sau dấu chấm này, người ta chỉ lấy một chỉ số thôi. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ vận dụng cái hàm hàm rao để chúng ta làm tròn số. Đấy, làm tròn số nhé. Đó, tức là chúng ta sẽ làm tròn cái điểm trung bình của học sinh hoặc là sinh viên. Đó, thì ở đây mình sẽ sử dụng hàm rao để mình làm tròn các cái điểm này. Đó, thì bây giờ để sử dụng hàm rao ấy, thì chúng ta sẽ các bạn nhìn lên phía trên nhá, chúng ta sẽ kích vào cái điểm đầu tiên, cũng kích vào ô đầu tiên là đây luôn. Đó, các bạn nhìn lên phía trên chúng ta có cái hàm ở đây này. Đó, thì lúc này các bạn để con trỏ chuột ra sau dấu bằng này, nhấn chuột trái vào. Đó, và chúng ta sẽ ghi cái chữ rao vào nhá, R O U N D. Các bạn có thể viết thường được hoặc là viết hoa cũng được. Đó, hàm rao. Và tiếp theo các bạn đóng đánh mờ ngoặc Shift phím số 9. Rồi, tiếp theo đằng sau dấu đừng các bạn để đưa sau khi đánh cái dấu mở ngoặc rồi, các bạn để con trỏ chuột ra đằng sau đánh dấu phẩy nha, đánh dấu phẩy ở đằng sau này và đánh số 2, có nghĩa là mình sẽ lấy đằng sau dấu phẩy hai chỉ số thập phân, và các bạn lấy đằng sau dấu phẩy ba chỉ số thập phân thì các bạn đánh số 3. À, tương tự như vậy bốn chỉ số thập phân các bạn đánh số 4, đấy, vân vân. Và chúng ta đánh cái dấu đóng ngoặc vào đó, Shift và phím số 0. Đó, tiếp đến là các bạn nhấn Enter ở trên bàn phím. Rồi, như vậy là sau khi mà chúng ta lấy đằng sau dấu phẩy hai chữ số thập phân, tức là đánh số 2 vào, đó, thì các bạn thấy rằng là cái kết quả ở đây á, là đã để đằng sau dấu phẩy hai chữ số nha. Mình đánh lại nha. Cái này các bạn cẩn thận khi chúng ta để con trỏ chuột, không có là chúng ta để sai vị trí là cái hàm nó sẽ tính lại kết quả này bị sai này. Đó, 8.17 bởi vì là mình trỏ đằng sau dấu phẩy hai chữ số. Và lúc này các bạn để con trỏ chuột lúc này chúng ta kéo xuống. Đấy, như vậy là lúc này Excel đã lấy đằng sau dấu chấm hai chỉ số các bạn nha. Rồi bây giờ mình không lấy hai chỉ số mà mình lấy một chỉ số, thì chúng ta cũng kích vào cái ô đầu tiên và các bạn xóa cái số 2 này đi này. Đấy, các bạn đánh số 1 vào, tức là lấy được sau dấu phẩy một chỉ số đối với cái hàm rao này nhé, và nhấn Enter ở trên bàn phím. Rồi như vậy là mình thấy bây giờ kết quả khá là ổn này các bạn nhé, điểm trung bình đã lấy được sau dấu phẩy một chỉ số này, 8.2, và mình kéo xuống. Đó, như vậy tất cả ở đây thì điểm đã lấy được sau dấu phẩy một chỉ số. Để trong trường hợp các bạn cần làm tròn nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm rao này để chúng ta làm tròn đối với cái thường thường chúng ta hay sử dụng đối với cái bảng tính điểm. Và tiếp theo là cái hàm hàm mắt giá trị lớn nhất, thì cái hàm cũng rất là đơn giản thôi. Hàm này với cái hàm sum cũng là một trong những hàm đơn giản nhất ở trên Excel. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ ghi ở đây ha, mình sẽ gộp hai cái ô này lại này. Đó, nhân hàm cho mình gộp cho các bạn xem luôn nhá, để mình làm ví dụ demo mà. Đó, mình gộp hai cái ô này lại này. Đó, bôi đen hai cái ô này. Đó, và các bạn vào lại menu home và nhấn Magi Center để chúng ta gộp hai ô này, một ô dài hơn. Mình ghi đây là điểm cao nhất nhé, chẳng hạn như vậy, điểm cao nhất. Rồi chúng ta đánh hai chấm nhé. Đó, rồi điểm cao nhất ấy, thì ở đây các bạn để ý là chúng ta sẽ dùng cái hàm mát, thì các bạn sẽ đánh dấu bằng vào đây này. Đối với hàm lên Excel thì chúng ta phải đánh dấu bằng trước. Rồi tiếp theo chúng ta gọi chữ mát vào MAX. Đó, rồi mở ngoặc Shift phím số 9. Đó, rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu quét quét con trỏ chuột nhá, quét con trỏ chuột từ cái ô đầu tiên cho đến ô dưới cùng. Chúng ta kích chuột vào ô đầu tiên này này. Đó, nhấn chuột trái và kéo xuống, quét hết tất cả các cái điểm trung bình ở đây để cái hàm Excel nó lựa chọn cái điểm cao nhất. Đó, rồi đóng ngoặc Shift phím số 0. Và nhấn Enter trên bàn phím. Đấy, như vậy là Excel tính được là cái điểm cao nhất là điểm 8.6. Đây, 8.6 là cái điểm này. Như vậy là chúng ta kiểm tra ở đây thì rõ ràng là cái hàm Excel đã tính đúng nhá, 8.6 của cái bản thân mình ha. Và tiếp theo là cái điểm cao thấp nhất thì mình cũng bôi đen cái này. À, vào menu Home, này, vào Magi Center, chúng ta điểm ghi là điểm thấp nhất. Đó, thấp nhất. Rồi, 2 chấm. Điểm thấp nhất thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái hàm min các bạn nhé. Này, hàm min là giá trị nhỏ nhất, có nghĩa là nó sẽ ứng dụng trong rất nhiều trường hợp. Ở đây chúng ta ứng dụng vào cái việc là tìm cái điểm thấp nhất ở trong cái cột điểm trung bình này. Rồi, chúng ta đánh dấu bằng vào. Rồi các bạn đánh chữ min nhá, min, rồi mở ngoặc, rồi, quét. Chúng ta sẽ bấm chuột vào cái ô đầu tiên, chúng ta nhấn chuột trái, chúng ta kéo xuống để quét hết các cái bảng điểm trung bình này.
đóng ngoặc và nhấn Enter ở trên bàn phím. Như vậy lúc này Excel sẽ tính được cái điểm thấp nhất là 8.1. Như vậy là lúc này các bạn kiểm tra lại thì nó phải có hai bạn có điểm 8.1 này, điểm Lê Hồng Hạnh này và cái bạn Phạm Minh Thư đó, chẳng hạn như thế. Rồi như vậy là chúng ta đã về cơ bản là chúng ta đã làm xong cái bảng điểm này khi chúng ta xử lý số liệu đối với các cái hàm ở trên Excel đó. Những cái hàm rất là thông dụng mà chúng ta cũng hay dùng đó. Thì trong các video trước thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm các bạn một số ví dụ để chúng ta sử dụng cái hàm này nhé. Thì các bạn quan tâm có thể truy cập thêm kênh của mình, các bạn tham khảo thêm đó. Ở trên này các bạn có thể tạo tiêu đề này, đấy mình sẽ gộp các cái ô này lại nhé. Các bạn để con trỏ cho bộ ô đầu tiên, nhấn chuột trái và kéo lên sang phải, chúng ta bôi đen. Bôi đen cái khu vực từ cái cột D cho đến cột Y, vào menu Home và bấm vào Magic Center. Đấy, chúng ta gộp cái ô này, mình sẽ ghi đây là bảng điểm trung bình. Thì sau khi có cái tiêu đề như thế này thì chúng ta sẽ kích vào cái ô tiêu đề này, bảng điểm nhé, để mình ghi thiếu này. Điểm trung bình rồi. Thì sau khi có cái này rồi thì chúng ta sẽ chọn cái khung chữ cho cái bảng này. Thì các bạn để ý là cái dòng này, dòng tiêu đề đó, chúng ta kích vào cái ô khung chữ ở đây, chúng ta đánh vào chữ TIM nha. Các bạn đánh vào chữ TIM thì ở đây Excel nó sẽ đề cho chúng ta cái dòng chữ là Times New Roman luôn, này khá là nhanh. Và như vậy các bạn chỉ cần nhấn Enter thôi đó. Rồi cái tiêu đề thì các bạn sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ chọn cái cỡ chữ khoảng tầm 14 hoặc là 16, đây mình chọn 14 này, rồi in đậm. Và có một cái thao tác rất là quan trọng ở trên bảng này các bạn nhé, đó là các bạn sẽ bôi đen các bảng này đó. Chúng ta sẽ định dạng bảng và các bạn vào các bạn cũng chọn phông chữ cỡ chữ như lúc này ha, cỡ cái phông chữ là Times New Roman đấy. Cỡ chữ thì các bạn có thể lấy là 12, 13 hoặc là 14, và tùy vào cái bảng của các bạn lớn hay bé. Sau khi bôi đen thì các bạn lại kích chuột phải lên này và chúng ta kéo chuột xuống. Chọn một cái dòng format cell này này. Thì cái cửa sổ một format cell này, format cell này hiện ra thì các bạn kích vào cái ô mục thứ hai á, thì mục có chữ element đấy, mình tạm thời đọc như vậy nha. Là các bạn kích vào hai cái ô này, kích vào ô đầu tiên chọn cái dòng center này. Ô thứ hai cũng vậy, các bạn cũng kích vào chọn dòng center. Đó thì hai cái ô này đều chọn center cũng như là chọn chính giữa đấy. Và chúng ta nhấn vào ok, chúng ta cài đặt. Đó, như vậy là lúc này tất cả các số liệu và thông tin nó nằm chính giữa ô. Thì khi các bạn làm cái bảng thì nó sẽ rất là đẹp, đặc biệt là sau khi các bạn in ra thì nó sẽ đẹp hơn. Đó là cái thao tác khá đơn giản nhưng cũng rất là quan trọng khi các bạn điều chỉnh định dạng các cái số liệu ở đây bảng Excel các bạn nhé. Rồi thì mình xin dừng video ở đây nha, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng Excel trên máy tính thành công để các bạn phục vụ công việc nhé. Sau video này các bạn có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thêm thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.